cho các công nghệ tiên tiến. Như vậy, trong thế giới đảo lộn này, nhà hát Graver vẫn tồn tại như một ngọn hải đăng cho âm nhạc điện tử đích thực và thuần khiết. Tinh thần Graver là sức mạnh đẩy chúng ta vượt qua thách thức của tương lai.